qua em mời công tình em làm quý ngày hôm qua luôn á. Suka nè, xin lỗi bạn nhanh lên. Cái bài nó làm sai hết trơn rồi cô, em xé để tạo cơ hội nó làm lại bài còn gì. Sao cái nết mày kỳ vậy nè, mày đừng có ỷ mẹ mày quen cô hiệu phó rồi mày muốn làm gì làm nha. Cái thằng này, Suka đây đi đâu ngoài đứng cho tôi. Học hành thì chẳng tới đâu á, chọc phá bạn học thì nhanh lắm. Em thi được bao nhiêu điểm? Vậy chính rồi. Nam về chỗ đi. Bích nụ ra ngoài đứng đi. Dạ. Đi học gì đâu làm bài tập làm cả ngày trời mà còn làm sai nữa. Đi ngoài đứng. Ủa cô, em tận mắt thấy Na xếp bài tập của nụ mà cô. Ê này, mày đừng thấy tao hiền lành rồi đó hồ tao nha. Đúng tí. Đúng á. Mày đừng có mà kiếm cớ, camera lớp ghi lại hết rồi. Hả? Cam gì? Không có thấy. Thôi đi, mày nói nhiều quá. Mày có thi được chín điểm gữ không? Không được. Thi không được như người ta thì im lặng học hỏi người ta đi nị. Mắc gì, em thi 9,8 nó không học hỏi em thì thôi chú. Điểm tuyệt đối là 10, mày thi 9,8. Không có, tao nói nhảm á. Hèn gì, tao hơi mùi điểm mà. Sukana, em xếp bài tập của bạn, đi ra ngoài đứng cho tôi. Nè cô, không có bằng chứng thì đừng có đổ thừa người tốt nha. Bằng chứng nè, lên phòng giám thị không? Ê này, mày thấy tao hay không? Hay lắm, lên phòng giám thị với nó luôn đi. Ủa ông ơi, ông có sao không ông? Ông không có sao đâu, đi nhanh quá chẹo cuộc sống. Ông tới trường đón cháu hả ông? Ông mà có cháu để đón cũng mừng, con của ông đến một mảnh tình dắt dài còn không có. Vậy ông đi chi gấp vậy ông? Ông chơi game, hẹn chiến hữu rồi. Ông xì tin quá vậy, hem chơi với con xíu đi. Được chứ, nè con ác cái nick của con đi. Ủa, ông là Mr. Tèo hả? Sao sao, tên ngầu không? Ông nhìn nick con nè, con là Jennifer. Trời ơi sao mà có duyên quá vậy, đi 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 ra kia ngồi chơi. Em thi kiểu gì vậy này? Em mới nằm trong top 10 của khối rồi mà cô. Tại vì lớp mình học dở quá cho nên mới đậu sổ làn trường. Ý em là tôi dạy dở đó hả? Cô nghĩ vậy cũng không sai. Ý em là em mới làm bài hết sức rồi mà. Nghe nói mấy ngày nay em hay chơi game lắm đúng không? Bài tập tuần này làm gấp 3 cho tôi. Alo nị, bữa nay hẹn đấu với người ta rồi mà sao giờ chưa on nữa? Trời ơi, xu lắm, giáo viên cho quá trời bài luôn, làm hết thanh xuân chưa hết nữa. Hay ông chơi trước đôi mai cũng chơi sao? Thôi đâu có được, bây giờ ông chỉ làm bài cho làm nhanh chơi nhanh. Ok ok. Ủa mà ông làm được không á, chứ bài hồi xu với giờ mới giống nhau đâu à. Trời, chuyện nhỏ, 2 năm trước ông là giáo viên ưu tú cấp quốc gia đó nha. Trời ơi, cái bài dễ ẹt mà giáo viên lớp con giảng 200 lần con không hiểu. Ông nói một lần là con hiểu rồi. Lẹ đi vô trận nữa đây nè. Nè, bài thi học kỳ này nè, mày hạng nhất luôn á. Yeah, tao phải khoe mẹ tao mới được. Nè ơi, lên phòng giáo viên gặp cô kìa. Em nói đi, em phao bài đúng không nè? Đâu có đâu cô, trong lớp em đã đúng nhất rồi, em phao bài của ai? Tôi không cần biết, hôm nay mà em không thừa nhận tôi không cho em về đâu. Alo, hôm nay con không có về đâu, đừng có chờ cơm con. Để coi ai sợ ai. 2000 years later. Em á là em. Nè nè, ba mang cơm tới nè. Ba thì ra ông là... Cái con này lại chứng nào tật nấy, lại kiếm chuyện với học sinh. Con bé này thi được hạng nhất là nhờ ba đó. Mày có đi về không? Không về là biết tay ba. Dạ thầy ơi, em gửi danh sách. Để đó đi em. Quên nữa. Thầy nghe nói là em hay đi học giùm đúng không? Dạ thầy, em chỉ hỗ trợ mấy bạn bị bệnh nghỉ học đột xuất thôi ạ. Bên chỗ corona thiếu người để lập đội đi thi. Em qua bên đó đi cho đủ tụ, thù lao là 200 cành một ngày, bao ăn trưa, bao ăn sáng. Thì cái thầy, để em đi. Nè em kia, đến tham gia cho đủ số đúng không? Dạ đúng rồi cô. Nè, cầm cho tao. Còn đúng nó nữa, đi ra ngoài khi nước vô còn. Nhưng mà sáng nay tôi đã bưng 4 thùng nước suối vô đây rồi mà. Ai nói nước suối, phải là nước khoáng có ga mới được. Đi nhanh lên. Hiện tại đội Sukana đang thua 40 điểm, khả năng bị loại rất cao. Ủa sao vậy? Mới đi ra lấy nước có xíu rồi mà. Tại mày hết đó, đúng là xui xẻo mà. Nhưng tôi thấy trên danh sách vẫn còn một thí sinh mà. Nguyễn Thị Nị có đến không ạ? Đúng rồi, em lên thi đi. Thôi, em chỉ đến vừa đủ tụ thôi mà cô. Thôi lên đi, tôi tăng lương gấp đôi cho em. Ok cô, chúc mừng đội Sukana đã lội ngược dòng lên đầu bảng, đi thẳng vào vòng chung kết. Yeah. Nị ơi. Dạ cô. Em giúp trường tham gia vòng chung kết nha. Em nói cô rồi, em không có rảnh đâu. Lương gấp 3 thì sao? Gấp 3 gì cô, em đã hẹn người ta. Gấp 5. Thì hẹn bữa khác cũng được. Nhưng mà tự nhiên cái em thèm nước khoáng có ga ngang vậy đó hả? Em có nị nè. Em thì đi để tao lớp mày lại giao lưu xíu. Lớp du. Ủa lớp mày đang làm gì vậy này? Ê nãy là hoa khôi lớp mày đúng không? Đúng đẹp luôn á. Gì? Nhỏ đó hả? Make up ô về lắm mày ơi. Mày nhìn mặt mộc của nó mày xỉu ngang cho thằng coi. Ủa thấy mày thân với người ta lắm mà. Nói gì kỳ vậy? Thân gì mà thân. Nguyên cái khoa tao có mỗi tao với nó là nữ. Không chơi nó chơi với ai chứ nó thiệt nha. Tết chơi tụi bay hơn á.
thôi nè, ăn đi để lát giảng viên tới vợ. Trời ơi, cảm ơn mày nha, mày đúng tốt luôn á. Thì nhà tao có nhiều mà, đem lên cho mọi người ăn chung, mày thoải mái đi. Đó, tí là đẹp trai lại còn tốt tính nữa. Ê, đồ tao đặt tới rồi, để tao đi lấy. Ê, hay để tao đi giùm mày. Không còn đâu. Ê, sao lớp mày chịu nổi cái ông thần nước mặn đó vậy nè, vừa lải nhải vừa đồng nữa. Nó có lải nhải gì đâu, mày mới kêu nó tốt tính còn gì. Tốt tính cái khỉ khô á, toàn cho bạn ăn mấy cái đồ rẻ tiền, còn mình có tiền thì mua đồ mới tối ngày, chứ cho ta ăn nó toàn đồ với nhà đem lên luôn mà. Thằng tí tốt bụng lắm, mày đừng nói tào lao nữa. Ê, giờ tao mới để ý nha, mày thẳng tính lắm nha nị, tao là thích chơi với mấy đứa thẳng tính giống mày á. Ù, đề cương lớp tao in xong rồi, tao đi bưng phụ cô, mày ngồi đây đi nha. Vậy chắc mày không cần tao giúp mày đâu ha. Sao thẳng tính cái khỉ khô á, lớp gì đâu toàn cái đứa không ra gì không à. Ủa mày ở đây nãy giờ sống lên tiếng bén, nhưng mà tao chú có ăn sự. Mày không biết tao gửi cái clip cho lớp mày coi liền á. Mày biết tao cũng gửi. Ủa nị, mày học bài hả? Cái gì nị mà cũng học bài? Ờ thì tao nghe cô bảo là kỳ này trường mình có suất học cao học nên tao muốn thử suất thôi. Hả? Mày có ý thức được là cái lớp mày học dở nhất trường mà mày còn là đứa học dở nhất lớp không nị? Chưa thử sao biết được, tao rất muốn học lên cao học để làm diễn viên. Người ta làm gì kệ người ta, sao mày ý kiến quá vậy? Để tao chóng mắt lên coi nó làm màu được bao lâu. Trời ơi sao mày không để ý vậy, tao đang làm bài mà. Ai mượn mày làm bài trong lớp làm chi? Ê, đi học kỳ xong rồi hay là lớp mình đi picnic đi. Tao nè, mày đừng định lấy lý do là học bài nha. Đi chơi một ngày chắc không ảnh hưởng bài vở mày đâu. Không sao, tao mới nộp luận văn dự thi xong rồi, tao đi được. Ê nè, giờ này mày học dữ lắm hả? Thấy mày tàn lắm luôn á. Thì gần tới ngày nộp bài tao đang đua deadline. Da thì khô, tóc thì mày coi nè, tao muốn khóc luôn á. Không sao, hôm nay tao dẫn mày đi chỗ này làm lại cuộc đời. Hả? Là đi đâu? Tự nhiên nụ dắt mình qua đây chi vậy? Mình chưa đủ mệt hay gì? Ê mà tiệm đẹp quá nè, nhân viên nhiệt tình nữa, vô mánh vô mánh. Cái tóc của em nha. Cái tóc của em thì em thấy nó khá là cơ sơ. Hôm nay thì em sẽ được tốt để cho nó tự nhiên rồi. Cái tóc của em thì sẽ có chị. Em mình biến hình đẹp nha, khi em mắc biến hình quá rồi. Ok. Đặc biệt có chương trình giảm 20% trong tháng 4 mà gói bà nị xài là gói medium có các bước cắt chuỗi cúp tạo kiểu hấp phục hồi phủ bóng mà 800 cành còn có 640 cành hó. Ủa nị, mày mới đi đâu về hả? Tóc đẹp dữ hả? Sao? Cố gắng cỡ nào thì vẫn phèn, tao xin phép chê. Cả lớp bên trường Harvard đã gửi thông tin cho cô chúc mừng nị đã đổi vào hạng nghiên cứu sinh. Quá, wow, mày đỉnh quá nị. Nói không chừng sang năm nị có thể làm giảng viên trợ giảng cho lớp mình luôn đó. Ê nị, tao đàng hoàng vô cô nị mới đúng. Cô xin phép chê nha.